Đức và Anh không tham gia không kích chống phiến quân quốc gia Hồi giáo ở Syria, tin từ Bá Linh, Đức Quốc. Hôm nay, Ngoại trưởng Anh và Đức tuyên bố quốc gia của họ sẽ không tham gia không kích phiến quân quốc gia Hồi giáo ở Syria. Ngoại trưởng Đức Frank Walter Steinmeier đã nói trong cuộc họp báo tại Bá Linh rằng, Đức chưa từng được yêu cầu tham gia và sẽ không tham gia. Ngoại trưởng Anh Philip Hammond nói rằng, Anh quốc hoàn toàn ủng hộ kế hoạch thành lập liên minh của Hoa Kỳ chống phiến quân mang rợ và không loại bỏ điều nào có thể giúp cho liên minh nhưng ông ta muốn nói rõ là sẽ không tham gia không kích ở syria lập trường của anh đã được thảo luận tại quốc hội trong năm ngoái và sẽ không từ bỏ lập trường này được hỏi về việc scotland trưng cầu dân ý để tuyên bố độc lập ngoại trưởng steimer nói rằng với tư cách một ngoại trưởng ông ta không thể can thiệp vào việc nội bộ chính trị anh quốc nhưng ông ta thừa nhận là muốn nước đại anh không bị phân chia thủ tướng anh david cameron kêu gọi người scotland từng phân chia vương quốc và đã đến scotland để vận động chống ly khai trong lúc làn sóng ủng hộ độc lập đang lên cao. Sự liên hiệp giữa England và Scotland trong 307 năm đang bị đa dọa nghiêm trọng. Kết quả các cuộc thăm dò cho thấy, phía ủng hộ độc lập và phía chống ly khai đang chạy đua sát nút nhau. Tuy nhiên, kết quả thăm dò của tờ Daily Record công bố vào chiều thứ Tư đã làm cho những người ủng hộ thống nhất an tâm. Theo kết quả thăm dò, 53% sẽ bỏ phiếu chống ly khai, 47% sẽ bỏ phiếu thuận.